Rồi, mình xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay đi ra, đầu tiên đi ra thăm mấy buồng chuối, có buồng nào chín không? Để nó chín bói mà nông hay nó hư hết. Đây là buồng chuối sáp, nó chưa có vàng. Cái này là giò sống với lại thịt xay, mua trong siêu thị các bạn ơi. Các bạn thịt heo mình ăn mua cẩn thận chút. Này rau củ luộc nữa hả? Kho với nấm tâm cô. Bỏ xuống kia mua lại chứ, bỏ vô lại trời bị ra. Bỏ luôn. Cái cháu dính vô đừng khui rồi chị hai đó là. Đấy sao ạ? Nửa nửa nhẹ nhẹ, nửa mạnh ai biết đâu. Bùm cái rồi sao? Bé Quyên ăn cơm trước. Trời ơi. Bữa nào ăn cũng kèm theo món chay cho người ta. Đậu que để cho sao. Cái thao này là hỗn hợp thịt bằm rồi giò sống rồi củ sắn. Củ sắn này có vắt nước không chị? Có, vắt nước. Củ sắn sắc hột lựu vắt nước xong rồi trộn lại nêm nếm gia vị. Này đâu mà ba cái gì có chút xíu à.
Sao nữa thì sao tao khỏi ăn rượu hay đó vậy? Ừ. Mấy cái này nè, cái em đầu cũng mấy cái... Đồ nhường cho con ăn biết quen rồi, chứ không có được. Thấy cái này chương chương à. Giỡn thầy Năm rồi, thầy Năm có mấy cái kim dài. Có chị thầy nói gì sáng nè. Có rồi. Nó nói hả, chị thật bây giờ này á. Dạ rồi. Nhiều lắm, nhiều lắm. À, chị ra rồi. Không phải đắt mà lại xíu bên đây ăn nhiều hơn bên kia. Đúng rồi. Ừ, nhiều như đắt hơn. Mình ăn tới 3 người. Hôm nay 3 người ăn. Sau khi ăn cơm xong, đây là trứng vịt muối. Nay mình làm xíu mại trứng muối. Cái này 10 cái trứng muối này chắc là viên người viên à, viên bự luôn. Bữa nào em mua trứng muối nè thì em lấy ra vậy đó thì em luộc em ăn. Phải ăn trứng muối không à. Ăn cho hết thèm. Cái gì vậy? Xíu mại chà bá vậy đó. Có cái muối là 10 cái viên bự. À, cho nó lú vậy đó hả? Nó đẹp. Vậy là mắt ngọc. Có thấy mắt ma hả? Đó lòm nè. Mắt rồng chứ đâu có ghê lắm. Mình cùng khám phá coi nồi này nồi gì. Nào mình đậu phộng á, đậu phộng luôn. Tắt lên. Thôi. Bự thằng mau lẹ. Đâu có bự gì chị. Bự bằng trái banh nè. Xíu mại mắt đỏ nha. Nắp đậy lại. Khách này chắc cỡ nửa tiếng cho lại mới có chín. Này là cà chua. Đúng nghe là mình xay cho nó mịn đúng không? Nhiều xay mấy công mà dơ cái máy gì rửa, dít máy gì.
rồi mới bỏ cái chai sóc cà. Đây là chai tương cà. Không? Ừ, tương cà. Không mua cà tôm mát gì đó. Cà tôm mát là gì nè? Thứ cái hộp đó, thứ cái hộp giống như là cái màu vậy đó. Có hai cái nó dính giống như hai lỗ tai để em cắt hàng chiên trước. Cái này giống sốt cà nó không bỏ hành nữa. Người ta không ăn hành, mình ăn hành, mình bỏ hành vô nó thơm. Họ bỏ ngò ghế lên. Trời chuyển mưa âm u rồi. Trời này có bánh mì xíu mại ăn còn gì bằng ha. Mời cả nhà ăn xế nha. Ăn xế. Ăn đi không thôi. Ăn đi không thôi ế ạ. Mời cả nhà người đổ bánh mì đi. Chấm gì không ta? Ừ, ăn vậy em. Có dừa leo đồ nó mà hồi sáng quên mua. Ăn vậy. Không có dừa leo ăn để nhé mà. Ngon không? Chú Yến, bỏ bánh mì ra gồm vô ăn cũng ngon nữa. Ừ. Cà chua chua ngọt ngọt. Bỏ đường nhiều lắm á, nó mới ngọt tại cà nó chua. Thử cái trứng muối kìa. Em phái ăn trứng muối. Con gì đây anh muốn ăn. Món này thường ăn buổi sáng. Chạy ra ngoài hai. Cái gì? Món này ta thường ăn buổi sáng. Nó có gì chứ không nữa hả? Trứng vịt muối. Trứng vịt muối. Béo rồi. Mùi. Mùi. Thơm thơm béo béo. Cái này ăn giống thịt gì phải không? Cái nhân có bán con khô á, thịt muối á. Ừ. Ủa ngộ vậy, hộp vịt muối mà ăn giống hộp vịt muối luôn hả? Có chuyện về giới quá. Thật là lạ quá gì. Cái
chị em ăn cuộc hả? Hỏi bà ái được á. Bà chị bán món cuộc của bà. Bà cái vỏ sao? Mới về hả? Thịt bằm thôi đấy. Thịt bằm. Có miếng giò sắm vô nữa, đang cho nó dính lại. Mình không bỏ bột thì mình bỏ giò sắm. Bỏ bột thì nó hơi lên. Đó là một năm đúng không? Ừ. Còn giò sắm vô thì nó cũng dính lại mà nó ngon. Nó cũng là thịt heo. Miếng giò heo là được chưa? Thịt còn. Ăn được rồi.